công lao sĩ Phùng Huy. Vâng, đầu tiên thì Phùng Huy xin được chào đến đây là những mặt tại buổi chiều hôm nay. Một lần nữa sức khỏe và chào trân trọng nhất. Đây là lần đầu tiên đến với đây hát. Thực sự rất là hồi hộp và không biết là mọi người sẽ ủng hộ Phùng Huy như thế nào ạ. Chắc trước giờ thì mọi người thấy Phùng Huy xuất hiện trên phim truyền hình nhiều đúng không ạ? Như phim Cổng Mặt Trời nè, phim Tấm Cổ Đại Gia rồi, đúng không ạ? Hôm nay thì Hùng Huy đến đây mang một vai trò ca sĩ. Hy vọng là sẽ mang những cái điều thật vui tươi cho một không khí mùa xuân thật là hạnh phúc ạ. Trước hết thì Hùng Huy sẽ gửi đến một ca khúc được mang tên Xuân ơi và một sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Công Thiện ạ. Vâng, thú vị rất là dễ thương và rất là quen cùng nha. Hy vọng là Phùng Huy sẽ chúc cho mọi người một năm mới được nhiều sức khỏe và gặp nhiều điều may mắn trong công việc và trong cuộc sống mà. Vỗ tay lớn được không ạ? Xin mời nhiều ạ.